Ok, hello anh em. Thì hôm nay nghỉ trưa nên cũng tranh thủ chơi thử game. Hồi nãy ở văn phòng nó chơi được tí rồi. Nên giờ về nhà là chơi tiếp con này. Con này có tên là Thôn Phai. Là Duyên Chiều Sụp Đổ đó. Thì đây, chúng ta lên web coi game nào. Đây là con game tên là Thôn Phai. Thì con game này là một dạng mà xây dựng đơn giản, kết hợp với việc xây dựng và thủ thành thôi. Nói chung là bảo vệ cái Dương Triều bé nhỏ của chúng ta. Thì hồi trưa tôi mới chơi được chút xíu à, khoảng là mấy chục phút, 30 phút thôi, xong được cái cam đầu. Thì tí tôi sẽ chơi lại từ đầu luôn. Thì game này là tôi đâu có whitelist lâu lắm rồi, nó mới có bản demo nên đã về bản demo chơi thử. Game cũng khá ít thua luôn nha, chỉ mới có khoảng 400 thôi. Dù sao đây một con game hay, nên chúng ta vô game thôi. Hiện đang có bản demo đó, anh em có thể chơi miễn phí. Thì setting thì nó đồng bộ file save luôn. Rồi ok. Chúng ta vô game. Tôi sẽ để cửa sổ cho nó mượt ha. Bật FPS coi thử nha. Rồi ổn định 144. Thì đây là cái cam đầu tiên chúng ta chơi. Xong cái khu này chúng ta sẽ lên khu trên. Thì tôi sẽ chơi lại cái khu này luôn. Thì đầu tiên vô chúng ta cô đơn giữa lối thôi. Tôi mới chơi chơi xong màn này thôi, chưa có chơi cái màn trên. Thì bây giờ chơi, nếu như làm video thì chơi lại từ đầu luôn. Đầu tiên là đánh mấy cái thằng bù nhìn này chúng ta được 3 vàng à. Xong chạy vô đây bui cái căn cứ. Đó. Thì bây giờ buổi tối ban ngày là mình xây dựng, còn buổi tối thì mấy lính nó sẽ tràn vô. Mình phòng thủ nó thôi, đèo phím cách để rồi chuyển qua giao diện buổi tối. Thì mỗi cái nhân vật của mình sẽ có một bộ kỹ năng riêng. Thì tôi mới chơi con cung, là con cung mình là có thể chạy lại gần nó thì phạt cây kiếm cái gây thêm tí đạp chứ cũng không có nhiều á. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là xây 3 căn nhà, chúng ta có 6 tiền đây, mỗi căn nhà sẽ tốn 2 tiền. Vậy là xây được 3 căn. Cái nhà này thì qua một ngày á, mỗi cái nhà sẽ cho mình 1 vàng. Là bây giờ mình có 0 vàng, qua ngày hôm sau mình được có nhất là 3 vàng rồi đó. Xong, đơn giản. Thì cái mạng đầu tiên tôi nghĩ nó demo á. Bây giờ nó bắt mình xây một cái tháp canh ở đây. Mình với yêu cầu là quân lớn sẽ đối mặt với mà quân địch rất là đông, nên cần phải xây 2 tháp canh. Mỗi cái tháp 3 tiền là vừa hết tiền luôn. Nói chung thì màn đầu đơn giản, chạy tới chạy lui là win rồi, không cần suy nghĩ luôn. Màn thứ hai thì nó phức tạp hơn tí thôi, tôi chưa chơi màn hai nữa. Bây giờ mình nâng cái nhà chính lên được 8 tiền. Nâng cái nhà chính có 2 lựa chọn, thì mỗi ngày á cái nhà level 1 sẽ tự động nâng lên level 2 nếu có thể, cộng 50% máu nhân vật. Thì tôi nghĩ là lấy máu với mà đam đây, tại vì nhà mình đất lắm. Mẹ quanh hết chết đứa luôn nè. Mạnh quá ha, một hit một mạng luôn. Xong. Thì bây giờ làm gì nữa đây? Thì bây giờ mình sẽ muốn nhiều vàng hơn. Hãy thử cách cân bằng giữa mà cái tài nguyên và sức mạnh thủy quân sự. Thì chắc tôi xây cái này. Còn 3 tiền. 3 tiền nâng cái nhà này tốn 2 đồng. Rồi, tiếp tục.
đi kiếm tiền bằng cách là chiến tranh. Sau này mình có lính nữa chứ không phải đơn thân độc mã gì không đâu. Giờ mình rất là trâu nè. Đi đâu đó bạn? Thì bây giờ chúng ta đã xây được cái nhà lính. Có 3 loại lính. Thì hồi nãy là tôi chọn cái loại lính thứ 3 tôi mới unlock được là muốn thử. Cái nhà chính mình hết nâng được rồi. Nâng cái nhà này 4 tiền. Tiếp tục xây nhà dân thôi. Rồi ok. Giờ tiếp tục chiến tranh. Mình có thể nhấn Ctrl để gọi lũ lính đi theo mình. Đó. Mấy con này đánh cho ta. À nó quay nhiều. Nó quay như cái chiêu E mà của Darius hay vậy. Nâng nhà đây. Tiếp theo nâng cái trụ lên. Ủa, nó tua qua ngày mới không mày? Tụ đạn nha nó. Giờ đây nó lính rồi. Tôi là phải tấp cái vàng bắn cung hậu cần rồi sau này mới được, để nguy hiểm lắm. Xong. Mừng nhà dân là. Ủa mai là giao cuối luôn rồi. Nâng tiếp cái này luôn. Nâng nhà lính lên luôn. Còn lại đâu còn gì để nâng nữa. Tiền nhiều quá, tiền nhiều quá. Bây giờ nó gõ cái chống bán luôn. Cái đây lính. Rồi em nó lên mấy cưng. Mấy anh chị này thì tôi nghĩ nó đánh mà số lượng lớn mới ngon. Chứ thực ra nó cũng yếu à. Và khi lính của mình chết nhà này cũng tự đẻ ra lính luôn. Rồi xong rồi. Này là gì? 4.900. Chúng ta lên được cái gì nữa nè. Hồi phục nhanh hơn vào buổi tối. Cái này là cái gì đây? Thì hồi trưa tôi chơi ra môn bằng 1 rồi, cũng mới qua bằng 2. Đây là lần đầu thử bằng 2 nè. Có hai vũ khí mới. Long bao là cái khung mình bán nãy giờ á. Cái phi này thì chắc là cái thương trò trọt thôi. Cái thành của mình thì có nhiều máu hơn. Cái tên lửa thì bắn nhanh hơn và mạnh hơn. Có tầm đánh xa hơn đó. Mình thì có giáp và máu cao hơn, nhưng ngựa sẽ đi chậm hơn. Chắc tôi lấy cái này đi. Cái này là biến dị của mấy con quái, mình có thể chọn. Nó gây nhiều đam hơn nhưng mà cũng nhân 20% kinh nghiệm nếu chiến thắng. Đây. Đây là cái nhiệm vụ của mình đó, điểm cao hơn 5.000. Chiến thắng mà không xài cung. Chiến thắng với cái biến dị là con rùa. Này thử coi. Chiến thắng với cái con này và cái thành chuột vào cái thành. Ủa nó đâu có chọn được hai cái cùng lúc đó. Thì sao nó làm được cái chiến thắng ép này? Tôi đang chọn cái này là tôi muốn ép nó luôn.
Đây, chọn rùa đi. Quái điên này hả? Nó không cho mình ra ngoài luôn. Ba con à. Xây đây, bay đây, bay đây. Còn cái 5 tiền. 5 tiền chắc mình xây nhà thôi. Sót lận động không biết làm gì nữa. Rồi. Cái phía chọn nhau. À, cái phía đâm cũng khá nhanh á. Chiêu của phía là gì đó. À, đâm siêu tốc. Ê, đau cái gì? Mấy con lính này trâu vào phá luôn nha. Được 6 tiền á. 6 tiền xây tiếp 3 nhà dân. Chết thằng lẻ 2 tiền sao vậy? Cái tháp canh này 3 lận. Cái này cũng 3 luôn. À, nó cái nhà lên. Không, nó không cho nâng. Cái bay của mình phải level 2 mới nâng được. Đông quá vậy. Khó thủ nha. Vậy nãy lấy xây mà cái chòi trước mới đúng á. Coi rồi, nó đập nhà tôi rồi. Rồi chết luôn rồi. À, nhưng mà mình tỉnh lại cũng nhanh lắm. Ủa toàn này anh em ơi, tới đây cái thấp canh trước với lại chọn cái hồi sinh nhanh nó không tác dụng như mấy. Sai lầm, phương thức chiến lược quá sai lầm. Thôi chọn vàng đi, chọn vàng cho nó dễ. Vàng với con rùa ha. Vàng với con rùa thì chắc được cái này. Ủa mình chọn được hai cái luôn nè. Bia 2 trên 2 luôn nè. Thôi không cái thành đâu, cái tháp ngon hơn. Cái thành của mình thì máu nhiều hơn á. Sao ta? Hay là lấy giáp. Lấy giáp với vàng. Chơi theo kiểu mà tăng cơ luôn. Hồi nãy này sai lầm quá, tính đâu mà mới giao hai mà toàn để như xin dâu luôn á. Vang vân trường. Đây, xây cái tháp trước, hồi nãy sai lầm. Ủa, giờ mình đủ tiền xây ba cái nhà này, nó tháp luôn nè. Cái thương này đánh một mục tiêu nha, không đánh lai. Rồi mình cũng trâu hơn rất là nhiều nè. Lấy cái khiên của bộ ngon á. Đánh nhanh nó lại hút máu nữa. Rồi xin dao này quá bá đạo rồi. Nâng cái nhà chính trước. Kinh nghiệm. Tôi nghĩ là cái output đầu gà đi. Mình nó bùi theo cái hướng là nhân vật của mình rồi. Cái gì đây? Ủa sao cái này nó nằm trên hàng rào rồi sao? Nên lấy cái hàng rào không ta? Đấy đây. Giờ quái nó ra hai đầu lắm. Cái chủ nó nằm trên hàng rào nó có bắn được không? Con gì? Con gì? Con nó kìa. Nhìn mấy con thú trong này nó ảo diệu vãi. Trời, quá đơn giản luôn. Bây giờ xây lính rồi tôi nghĩ là nâng nhà lên kiếm tiền đó.
thêm một cái thóc canh nữa đi, chắc ăn. Này 4 tiền, nâng thêm cái nhà nữa lên. Rồi, ok. Ở ngoài này đúng dám xây, xây lại là sợ quái nó vô. Nó bắn vô cái thành mình dưới đó. Chưa sao, vẫn ổn. Cái này là xây cái gì? Vẫn là một cái tháp canh nữa. 15 con này. Bên này là cái chòi lúa, cái tháp canh. 20 tiền á. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 5, 4, 20 đủ luôn á, thử không? 20 tiền này nếu nhân cái nhà dân lên á, thì ngày mai mình được thêm 10 tiền nữa lận. Nên mạo hiểm lắm. Thì tôi muốn chơi an toàn tí đi. Chứ nâng cái nhà lính lên. Thì mình tăng rồi nên chắc cần bọn này gây đâu. Bên này một cái nhà lính, một cái nhà dân. Lỡ rồi hai lính luôn. Ủa? Long bao, gót bao. Tầm đánh thì thấp hơn nhưng mà đam đầu ra cao hơn. Nó có thể là gây xuyên qua giáp à. Thì tôi nghĩ là nên chọn đánh xa đi. Tại cái map này nó rộng quá. Mình còn lại 12 tiền, nâng nhà dân thôi. Hay nâng cái tháp canh ta. Rồi tháp canh chưa cần đâu. Giao sau thì mình nâng cái nhà chính lên luôn. Mấy con này đánh này ở đâu không? Đi mình đánh mình nằm chậm ở lại được. Mấy lính cung ở nhà ông nổi chạy ra đường làm gì. Rồi nó không đánh lính cung của mình. Cũng được. Mấy ông nội lính cung ở nhà giùm con cái nha. 19 tiền à, lũ đảng đó. Bây giờ map nhà hai rồi. Hàng gạo mình nâng được nó không ta? Không. 40 con nữa. Nâng thêm cái chủ đây. Nâng cái nhà lính lên. 8. Nâng nhà cung trước. Đấy, sao ra ngoài hết cho này. Đi vô. Rồi đứng đây nha, không có đi đâu chứ. Bây giờ 6 tiền chắc nâng nâng cái trong ngon hơn thì nâng cái ngoài đó. Nãy nó đánh vô cái hàng rào hay là đánh vô trụ mình chứ. Mình kể tiếp đi, nâng đi. Come on. Rồi mấy ông nội đến cung chạy ra trước chúng tăng. Anh tăng cho nè bắn đi. Đây, thằng này tăng lên. Mày quá trời cái dàn cung thôi. Phải hút cái dàn cung nó ra sao mới được. Ngựa mình chạy chậm quá. Rồi, phủ gọn không sao cả. Con gì đây? Nó đi đường này thì nâng cái tháp này lên cái nó. Đấy.
Tôi tính ăn cái nhà chính. Lựu đạn đó. Năng được gì nó không vậy? 8 tiền, tính ăn cái nhà chính là đó rồi. Nó đi đường đó gì mình xây cái bay ở đây. Xây em kiếm tiền ở đây. Tranh thủ. Này là cái chòi đó. Rồi ok. Phải lính bay hả? Lính bay mình đánh méo được rồi anh em ơi. Hên, hên có nhà cung hai với cái trụ này. Đi chết rồi. Mấy này đánh được không? Đừng đánh vậy nha. Lũ đạn cho nó chứ. Bế mẹ cái nhà dân này. Ủa nó tự xây lại cho mình luôn kìa. Nó có cái dấu X trên đầu là sao? 92%. Chết bà rồi. Cái nhà lính này của mình. Đây 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 đây. 75% máu rồi đam. Unit thì phát tơ với cái mệnh lệnh nhanh hơn. Heal linh. Heal cái đồng minh. 30 đam Albert. Nào. Tướng là phải mạnh. Nó ra hai cửa luôn. Cái nhà này của mình thì tôi nghĩ là to rồi đó. Này là gì? Sao giữa đường vậy? Này là gì? Lại cái nhà dân nữa hả? Có ba cái chấm này ở đây là cái gì ta? Thiên dương rồi kỵ sĩ đi thêm cái hàng tăng à hàng gạo, hàng gạo với hai tháp canh luôn ngon. Gán chỗ này bảo vệ được cái này đừng để nó đánh bây giờ dạ, mình trông gì mà sắp chết luôn kìa chạy. Chạy xuống xiên đường này là đầy máu nè. Tôi sợ mấy lính bay lắm nên muốn có thêm một cái dạng cung nữa. Đi đâu đó bạn? Cái chòi này của mình vẫn còn nguyên. 20 tiền. Nè dàn cung ra nó dàn bay ra ba đầu luôn rồi. Mình cần cái dàn thủ lính bay không? Rồi còn một tiên bây giờ ba đầu lính bay luôn chết thiệt á. Một cái này là tôi sẽ đi đánh những cái thằng không 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 đi đây có cái chủ nè giờ không biết sao nữa lính bay nhiều quá mình sẽ thủ mấy người ở đây đây. Để giờ mấy cái trụ nó tập trung bắn được mấy lính bay rồi bể mẻ nhà như này luôn. Trời ơi đắp ruộng của tôi mà cũng may không sao. Những lính cùng bắn rồi đã không tiền bay vô người. Bây giờ nó đi cửa trên nữa. Chết rồi ba cửa luôn rồi. Hay quá. Nó cùng ở đây. Cùng này đi. Xây cái hàng rào. Hàng rào giữa ba ngoe gì. Ừ nói đây được. Nói đây được không. Không.
Nhà chính mình ăn được đúng không ta? Đó rồi. Có chữ ít là cái quái gì thôi. Đáng lẽ cái nhà lính là phải chọn cho mấy thằng lính đi ra đứng chỗ nào á. Tôi nghĩ là thủ cửa trên đi, cửa trên mình có cái đồng lúa. Cho chọn cái nhà lính cung ở đây, nó sai sai nữa. Con này nguy hiểm nè. Cửa trên sắp thất thủ luôn rồi. Lên trên. Đừng để nó tràn vô cái bờ ruộng của mình. Rồi ok. Ở dưới thì mấy lính nó tự lo được. 5.000 này, 5.000 này. Hai chục tiền nâng cái bầy cung lên có nghĩa. Ủa, cái cung hết nâng được rồi. 35. Lính bầy nó đi đường dưới. Lính bầy phải cần mấy con cung này. Điện cung đi vô đây. Đứng trong cái thành này nha, đừng có chạy ra ngoài. Rồi dàn nỏ đâu? Thằng này là cầm nỏ không ta? Ở đây luôn. Thiên nhiên trì ra ngoài luôn. Rồi ở đây đi. Nâng cái hàng rào 6 tiền. Mình còn 3 tiền để làm được cái gì không ta? Chắc không đâu. Rồi. Mình đánh hậu cần đi. Ủa, nãy tôi thấy mấy con bay mà ta. Thì mấy con đó là quái vật không phải là bay. Rồi nó đính nó tự về chỗ cũ không kìa. Năm con này là năm con gì đây? Cung hay là thủ? Thủ. Đi đây xây được cái vụ hả? Xây luôn. Nâng luôn. 16 tiền, 2, 4, 3, 12, 15. Cung. Rồi. Này chắc đêm cuối rồi á.
Ủa, có 5 con là sao? Gì đơn giản vậy? Rồi ơi, vãi đái rồi ơi. Nó lừa mình. Ví dụ mình tập trung cánh phòng thủ trên này. Cái này 5 con quái bay, 15 quái bay. Còn cái trụ nào nó xây được không ta? Mình sợ mấy con quái bay vô nhà lắm. Một dạng con để chọi sao mà đủ rồi cái gì hết hết nha. Còn 8 tiền, 5 tiền, còn 3 tiền. Rồi quái ra đi. Nhân phẩm. Giờ nó có xe bắn đá luôn. Nhẹ nhàng, chưa sao cả. Ủa, tụi quái đâu? Thì mấy con bay rồi. Đây xe bắn đá này. Ơ vãi, nó hiện ra nó đấm cái bể nhà luôn. Rồi bể mẹ hai trụ rồi. Đây xe bắn đá, xe bắn đá. Mình phải nhanh trí là thịt mấy này trước. Tạm ổn rồi, tạm ổn rồi. Nó bèm cái bể hai cái trụ liền vậy. Cái này thì thú thôi. Đây xe đây. Chống đánh cái xe đi. Mấy lính cung thì cứ lao ra không à. Ngồi đâu nữa không? Mới có màn hai mà thấy là thốn thốn rồi đó nha. Không có mini map để coi nó ra được chỗ nào. Rồi xong. Rồi cánh dưới là ổn rồi. Vãi cái khu trên này bể nát hết luôn. Chả còn cái hẻo gì luôn. Rồi xong rồi đó hả? Rồi có ngày kế không hay là em nuôi, em nuôi 8.000 điểm. Mình đã nghiên cứu được cái máy chế dầu, có thể nâng cấp cái con đường dạng như là anh em đào cái hào ở xung quanh đổ dầu đúng không á. Bí ngô hả? Đủ điểm không? Đủ luôn, đùm siêu cái đầu bí ngô. Hồi máu nhưng cũng tăng thêm kinh nghiệm. Cái này là dạng như pháp sư vậy đó, phải không? Vừa đủ không kìa. Không, sát thủ, huấn luyện sát thủ, action gear. Mở ra cái đường mới level 2, cái nhà chính của mình, cái lâu đài lên level 2 á. Rồi. Cái này là cái cảng hay là xe bắn đá hay là mối neo gì ta? 3.5 điểm thì sẽ đủ cái này. Trên cái lên 4-5 level luôn, 3-6 lần sau. Rồi hết rồi anh em ơi, demo nó chỉ có nhiêu đó thôi. Vui game này sẽ mới mở được cái vụ này.
chơi tiếp ta hay nghỉ? Video mới có 35 phút à. Bây giờ mình còn một cái con rùa nào. Cái cuối cùng thì tôi nghĩ chưa làm được đâu. Thì có thể là D hoặc E thôi. Đây này đi, nghe chọn chuột. Ít vàng hơn đó chứ, ít vàng hơn chọn cái này. Rồi chọn không có cái khiên đi. Một hai rồi ok. Này chọn chuột chưa? Thì mình sẽ tập trung vào cái điểm E này. Sao ta? Cái này với cái đầu bí ngô này cái nào ngon hơn? Tôi nghĩ cái giáp đang ngon rồi. Nên đổi vào cái đầu nào. Đổi vào bí ngô mình thử coi. Rồi. Lần này thì tôi nghĩ là khó qua đó. Cái đầu bí ngô yếu quá rồi anh em ơi, không ổn rồi. Còn lại tôi nhớ đánh được con đầu tăng cho lắm. Mình tăng không được nữa là thốn lắm đó nha. An toàn đây. Cái trụ này nó bao quát không? Ấy, 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 ấy. Chưa toàn lắm. Này cái gì đây? Sát thủ. Thử đi, tỏ rồi chơi thì phải thử cho mới nhé. Tôi thấy chả khác biệt luôn á. Rồi chết luôn rồi. Không ngon rồi anh em ơi. Đừng có tổn người quá. Kệ. Nhà mình vẫn lo được. Điểm ít thôi. Kinh tế vẫn hơn. Vẫn thủ được.
chúng tới. Đánh cái cho nó làm chậm lại. Chắc bể cổng luôn rồi kìa. Không, vẫn thủ được, chưa bể đâu. Bể rồi. Chỉ đánh nhà chính, chỉ đánh nhà chính. Rồi rồi. Kinh tế quá độ. 20 con ở đây. Không sao. Cung này đi, cung này nó thủ ngon không? Tăng, tăng vẫn ngon không? Mình còn 5 tiền hả? Rồi ok. Đau nha. Cái đậu bí ngô thấy không ngon bằng cái kia. Mình cũng bắn đầu á. Không, vẫn còn thú được, không sao nữa. Xong rồi đó. 18, 18 thiếu tí tiền. Bây giờ phải nâng cái nhà này. Nâng luôn cái nhà này. Ủa nhà dân nó tự lên đeo bò luôn kìa. Này mình chỉ có thể đứng nhìn thôi chứ không can thiệp được rồi. Chuẩn bị nhà chính nha. Rồi qua rồi qua. Cái đợt này là phải bể nhà chứ không có đường nào đó được. Rồi đủ tiền nâng nhà chính chưa? Vẫn thiếu 2 tiền. Giờ quái nó đi đường trên đó. Nâng cái này lên. Chưa cần đâu, tôi để tiền đi, để cái gì tôi sao mà thiếu thì còn đỡ được. Hình như được bà bể hai lần trong một tuần là vỡ nhà luôn á. Rồi chết luôn rồi. Thôi rồi. Mấy quái này nó mạnh dữ vậy ta. Mình không lấy cái bộ giáp mà lúc khởi đầu là vừa mới sống gì luôn. Game khốn nạn thiệt. Không sao vẫn thủ được. Tướng hẹo hai mạng.
lính thì vẫn còn. Nó đánh đúng một hit rồi thua luôn rồi anh em ơi. Nó kẹt cái đó mình không đi luôn. Chưa thua, chưa thua. Chúng ta vẫn còn nước còn tác. Thua thấy méo rồi, được mà thua. Nhà cửa tên quan tí thôi. Lính bay, lính bay nhiều quá vậy. Không, lấy cái đầu vẫn ngon hơn. Mình chỉ đánh được mấy con lính bộ thôi, còn hàng bay thì để nó tự chơi với nhau rồi. Nó quạt cú là tôi muốn chết luôn. Vì trong máy bay thì có mấy cục nó hỗ trợ mình. Bể cái nhà gì vậy ta? Bể cái nhà dân cũng đi rồi. Nhà dân này bể luôn không? Nãy nó bể 1 lần rồi đấy. Rồi nó trâu vật vả luôn. Hồi phục không vậy? Rồi vẫn hồi. Nó 6 vàng thôi nên ưu tiên mấy ngày trước. Tiền nâng cái nhà này lên luôn rồi, ok. Nãy tụi nào nó có máy bắn đá mà. Phá thành của anh á mấy cưng. Chết là dịch máu quá rồi. Rồi nó phá cửa luôn rồi. Trên cánh trên vỡ rồi đi luôn. Đi bụi luôn. Có khi thôi luôn á. Thua sao được thua. Nhà cửa tan quan tí thôi. Mình bỏng quá. Với lần cái đường assassin nãy thấy không khác biệt mấy. Chắc không phải phụ thuộc vũ khí hay là cái gì nữa. Ba chục lính bay đường dưới rồi. Rồi, ok chơi nó. Mấy anh kia ra ngoài đi, tiếp đi.
Hồi nãy là mình đứng tăng thoải mái luôn, giờ phải canh cái máu nữa. Cũng hơi toan tí thôi, chứ chưa đến mức là tàn nát. Cái dao này là cái dao gần cuối nè. Mình thọt tiền hơn nãy quá nhiều luôn á. Có khi là không qua được con nước này rồi. Nãy mình nâng được hai cái trụ lên rất cao luôn. Này là gì? Cái đấy. Giờ mình mỏng lên cái đó này. Khoảng 12 tiền à. 6 tiền. Nâng cái hàng rào này 6 tiền nữa. Rồi hết tiền. Đợt này chắc sưng này con không về rồi. À, cái dầu nó bật lửa ra đốt. Đứng. Má cái máy băng đá này. Cái rồi nữa không ạ? Quên cái cửa dưới nữa. Lũ đạn nhà nó nhé. Để có cái trụ bếp rồ của mình rồi. Sừng này khó qua rồi. Nó tràn vô thành mình rồi. Rồi bể nhà chính luôn rồi. Thôi rồi, buông cái đường này đổ quá. Thôi, coi như là một lần thành công, lần thất bại. Chúng ta được cái gì mới đây? 5.000. Mà mình mát cấp luôn rồi. Ủa thì không cho ra luôn hả? Mình mát cứ nhìn đi luôn rồi. Rồi thôi, con game này demo là chơi ổn đó. Này, thôn vai. Thôn thôn. Nhưng chiều sụp đổ. Đúng như cái tên gọi màn chơi cuối cùng luôn. Thì một con game rất là đáng chơi nha. Thì tôi vẫn mong chờ cái bản là ra mắt chính thức của nó. $397 follow, gần 400. Tôi sẽ coi thêm một số thông tin thôi. Dev game này thì có 3 game. Island là Superlight. 10.000 được đánh giá, rất thành công nha. Game này 14.000 được đánh giá luôn, thành công hơn nữa. Game này thì hình như follow rồi, blacklist rồi. Đây. Giá có rẻ luôn, còn 32.000 à. Thì nào nó giảm giá thì tôi sẽ mua. 8642 giảm 42 thì còn lại 38. 8642 chứ, 8648 chứ. 48 32 mà lâu dữ không giảm. Thì game cũng dạng xây cái thành đơn giản thôi. Nhìn cái sụt thì tôi thấy khá giống game nãy luôn á. Chắc vẫn là đi đưa lên được cái sụt đó. Nói chung là dev game này rất thành công nha. Dev rất nhiều nè. Tự phát hành luôn hả? Ghê vậy.
Ô, nhà phát hành này cũng khá là ngon á. Con game giải đố nè, để tôi coi thứ không. Game này thì mới xịt đây, khá đáng buồn nha. Anh hùng cuối cùng của nó ta ra. Hello and welcome to the ESPR program, a Game này government-funded cho training VR exercise developed to giá cũng address khá là rẻ last year's luôn, giảm outbreak giá rất là sâu of mà chưa đủ 10 extrasensory review nữa. abilities. Tại sao vậy? Tôi thấy nó cũng ổn lắm mà. Khó chơi lắm mà. Thì vô gameplay. Hầu hết vẫn là khen thôi. That room you're working in, my old office. Một điểm chơi nè. With some modifications. Rất khó và ngắn. 8 giờ chơi. Đến 9 giờ chơi. Game này thì nên miễn phí hoặc là có giá 1 đến 2 đô la mà thôi. Gắt với nhau quá vậy. Game này game VR mà giá vậy là khá rẻ đó. Nhìn cũng ổn lắm mà. Thì nãy có một con game mới ra mắt nữa. Doom. Doom mà con game mà tôi nghĩ là cái thể loại nó giống như mà How did things get like một this? người phản bội trong tay mấy I don't even know if this nè, nó message will online get to PvP you. mà vẫn đang nghe lý If ấm I'd sét. known it would end like this. Chỉ có 15 người chơi thôi, hơi ít một tí thì cũng vừa mới ra mắt mà. Một bên thì muốn trốn thoát, sinh tồn trốn thoát, còn một bên thì có một kẻ phản bội nội gián, dạng như hai team combat với nhau. Hiện game nó chờ thêm thời gian nữa đó. Game này ra mắt vào quý 3 đúng không? Con game nãy. Thôn phone. Chưa có giá. Giá thì tôi nghĩ là 15 đô trở xuống thì ổn hơn. Cao hơn thì chắc có lắm. Full control luôn. Ngôn ngữ. Rất nhiều ngôn ngữ luôn. Nhìn short đây. Video đây. Họ chọn tông màu rất là đặc biệt luôn nha. Xanh lá là xanh dương nè, chàm nè, nâu xanh nè, gọi là màu tím, gần như tím trắng nè. Từ qua đây là xanh dương đậm nè, ở đây đỏ nè. Một cái màu phối màu rất là gây ấn tượng ban đầu với phong cách đối lập sáng nè, tối nè. Thì hồi nãy là chúng ta đã chơi được cái màn đầu tiên là màn này, màn thứ hai là màn này, cũng là màn này luôn. Thì còn rất là nhiều màn nữa. Màn này cũng là màn thứ hai, cái mà phong cảnh quan tàn nãy của tôi nè. Thì họ mới chỉ đưa cái bản demo lên thôi, chưa có thông tin gì thêm khác. Thì ban đầu thì họ vẫn để quý 2, sau này họ đã chuyển qua là quý 3. Windows Mac OS. Lưu đáp đây. Lưu đáp thì vẫn là quý 3 thôi. Ủa? Cái này đâu phải đổi như kiểu này. Tham T am B. Đây nó nằm ngay trên chủ mà.
đầu dự định là 30 tháng 6 này họ sẽ ra mắt con game. 30 tháng 6 thì đương nhiên là quý 2 rồi, cuối quý 2, và có thể là delay thêm một thời gian ngắn nữa nên họ mới dời qua quý 3. Hiện tại thì cũng chưa biết cái ngày ra mắt chính thức. Đây, từ quý 2 họ đã dời qua quý 3 rồi. Ok, game rất đáng chơi nha. Hiện tại chỉ có hai thẻ thôi, Single Laser và Fusion Chain. Ok, bye bye anh em.